Chào thầy thầy các chị ạ, chào mừng các chị quay trở lại kênh Nhện Kiểng Lá của em ạ. Thì chào mừng các anh chị, đây là cây Anthurium Clary ạ. Thì cái cây này thì em cũng đã giới thiệu rất là nhiều lần rồi. Và hôm nay nó bắt đầu nó có một cái trái chín này. Thì em cũng quay cho anh chị coi là cái trái chín hình thức nó ra sao. Thì trước đây em cũng có làm một cái clip về cái cây nó có trái chín rồi. Thì em cũng xin nói một chút về cái dòng Anthu cũng như là cái dòng mà cái cây cây xanh nhé. Tại sao cái dòng cây xanh, cái giá của nó lại không xuống nhiều? Mặc dù là mình đã sản xuất được rất là nhiều cây giống rồi mà tại sao giá nó không xuống, trong khi những cây va nó lại xuống giá nhiều nha anh chị. Thì về cái cơ bản ấy thì cái cây khi mà một giá mức giá nó lên hay giá nó xuống thì nó phụ thuộc vào yếu tố quan trọng nhất là đó là cái người mà người ta mua, tức là nhu cầu. Và khi cái lượng cây, những cái người mà người ta mới chơi ấy, thì người ta sẽ tìm đến những cái cây dễ chơi, dễ trồng hơn, là những cây cây đột biến, cây va và những cây có giá trị cao. Điển hình như cái cây Anthu Clary này ấy, thì nó là cây xanh, nhưng mà về vẻ đẹp thì em thấy cái cây này nó có một cái vẻ đẹp nó rất là ấn tượng, thực sự là nó rất là ấn tượng. Cái lá của nó như là một cái lá bằng nhựa anh chị ạ, nó cực kỳ là ấn tượng. Và vì nó ấn tượng như vậy cho nên cái mức giá của nó gần như là nó giữ nguyên từ xưa đến giờ. Có chăng nó giảm thì nó chỉ giảm một phần rất là nhỏ thôi, rất thấp thôi, còn gần như là nó vẫn giữ nguyên. Mặc dù là người ta đã nhân giống nó được rất nhiều rồi nha anh chị. Thì hôm nay cũng là một số cái lý do nói về cái cây xanh lá tại sao nó xuống giá ít, và cái cách nhân giống như thế nào mà lại gọi là nhân giống được nhiều nha anh chị mà nó lại không mất giá. Bởi vì thứ nhất là cái vẻ đẹp của cái dòng cây xanh này nó luôn luôn nó là như vậy từ xưa đến giờ rồi, nó không như cây va thì có những cái mảng va này mảng va kia nó rất là lạ mắt, nhưng mà về cơ bản là những cái gì nó lạ quá, những cái gì mà nó khiến cho con người ta tò mò muốn tìm hiểu, thì càng tìm hiểu xong rồi thì người ta cảm thấy nó cũng bình thường thôi. Còn những cây xanh lá này thì người ta không cần tìm hiểu, người ta chỉ cần nhìn cái form, nhìn cái màu, và từ đó người ta thấy là nó đẹp hay nó xấu, người ta sẽ đánh giá nó, người ta cứ thế người ta chơi từ từ người ta chơi thôi. Đó là vì sao mà nó cứ trường tồn được mãi nhé. Còn thứ hai là em xin nói về cái vấn đề là tại sao nhân giống nhanh thì cái cây Anthu này thì về cơ bản ấy thì người ta có thể nhân giống bằng cách là người ta cắt cái nốt của cái phần thân này. Cây này nó đốt nó rất là ngắn nha anh chị. Cắt ngọn đi thì nó sẽ đẩy ra những cái con cây con xung quanh. Nhưng mà cái cách đó thì em thấy nó không hiệu quả, tại vì cái đốt nó rất là ngắn. Nhưng mà mặc dù cái cách đó nhân giống vẫn được nha anh chị. Một cách tiếp theo nữa đó là cái cách là nhân giống bằng trái này, bằng hạt này. Đó, thì đây gọi là một trái này. Theo như anh em mình gọi là một trái, đúng không? Như là trái ngô, trái bắp vậy đó. Thì mình gọi là một trái. Trong cái trái ngô, trái bắp đó nó có những cái hạt ngô như này, thì đây cũng thế. Đây nó cũng là có những cái hạt như này, nó gần giống trái bắp nữa. Thì nó có những cái hạt như này. Và những cái hạt như này là mình hoàn toàn là mình nhân giống bằng những cái hạt được nha anh chị. Những cái vàng này thì chắc chắn là nhân giống bình thường này. Còn cái xanh này cũng nhân giống được nha anh chị, nhưng mà xanh phải yêu cầu cái độ xanh của nó phải là xanh già, tức là cái trái này nó phải già đi. Tức là nó chưa chuyển sang màu vàng nhưng mà cái xanh này nó phải già đi rồi thì mới nhân giống được nha anh chị. Còn có những cái trái xanh nó xanh quá thì ví dụ như một vài cái này đi anh chị này. Cái này nó xanh quá đi này. Thôi gãy mất rồi, em bẻ nó cong nó gãy mất rồi này, nó xanh quá như này. Thôi xong rồi nha, đó làm cái clip mà gãy luôn cái đó rồi. Bây giờ thôi, em sẽ thử luôn cái xanh kia coi là mình có nhân giống được hay không nhé. Thì đó, em vừa mới lỡ tay em làm gãy mất rồi, đó, làm clip cũng không có sung sướng gì đâu anh chị ạ. Thì đấy, về cơ bản thì như vậy nha anh chị. Những cái trái chín thì bắt đầu mình thu, thì trước đây em có một cái clip em thu những cái trái xanh như vậy này và em đã trồng và nó đã lên cây rồi. Thì một cái clip tới đây em sẽ quay cái clip những cái cây con nó lên như vậy. Thì cái trái xanh kia em lỡ tay em làm gãy rồi này anh chị này, nó gãy mất rồi. Thì em sẽ sử dụng cái trái xanh này để em làm giống luôn nhé. Em sẽ làm giống luôn cái này để cho anh chị thấy được là trái xanh xanh mức độ nào thì làm giống ra sao nhé, và cái tỷ lệ lên cây như thế nào. Cái trái chín này thì em đang đợi một vài ngày tới nó sẽ chín hết cái phần này thì em sẽ thu hoạch một lượt luôn, và em sẽ mang đi em nhân giống. Thì em nhân giống thì em sẽ không để ở tiệm em nữa, mà em sẽ để ở nhà thôi, ở vườn ở nhà em. Em nhân giống ở nhà, khi nó lên cây bắt đầu em mới chuyển sang chậu và em mang ra ngoài này em bán. Đó, thì một cái trái này em đếm sơ sơ thì nó có khoảng tầm 30 cho đến 40 cái hạt như vậy nhá. Thì 30-40 hạt này không phải là lên 30-40 cây đâu. Nó sẽ tùy những cái nó sẽ lên cây, và có những cái nó sẽ rất là khó lên cây hoặc thậm chí là không lên. Thế nhưng mà cái cơ bản là một cái hạt này bên trong đó nó có hai phần, nó giống như là cái đậu phộng ấy, mà mình hay gọi là cái hạt lạc ấy. Đó,
thì là một phần, một cái này nó có hai phần như vậy, và hai phần như vậy nó lên thành hai cây nha anh chị. Em đã ươm thử và em đã thấy thành công, nó lên được hai cây. Và cái này đó, đó là cái cách nhân giống vì sao nó nhanh mà. Và vì sao mà mình nhân giống nhanh như vậy mà giá nó vẫn giữ, cây giống nó vẫn là 100-200 ngàn một cây giống đó. Thì hôm nay em cũng làm cái clip cơ bản là cho anh chị thấy được, thứ nhất là cái trái chín ra sao này, và về cơ bản em cũng lý giải một cái lý do dễ hiểu nhất là vì sao cái cây xanh như này, thường thường những cái xanh này này nó lại ít khi mất giá hơn là những cái cây va đó. Và cái một cái phần nữa là khi cái cây va cái ngày xưa bị làm giá quá cao, và một thời gian sau này khi mà cái lượng nó bão hòa đi rồi, cái lượng người chơi thực sự người ta cần thì là người ta đã có rồi, thì cái mức giá nó sẽ trở lại cái mức giá cũ như ban đầu anh chị ạ. Còn những cái cây xanh như này thì thực sự là cái vẻ đẹp của nó sẽ là cái vẻ đẹp đơn thuần, và vẻ đẹp nó sẽ trường tồn mãi với thời gian anh chị ạ. Đó thì đợt tới này em sẽ làm một clip về cái cây con mà khi em đã nhân giống cái thời gian trước đây này, em đã nhân giống rồi và em cũng có quay clip rồi, thì em sẽ quay lại cái cây con đây cho anh chị cùng theo dõi nhé. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Một số cái anh chị cần mình em lên cái cây nào, hoặc là những cái cây cách nhân giống chăm sóc ra sao, anh chị có thể để lại bình luận bên dưới nhé. Em nếu mà tiện có cây trong tiệm thì em sẽ làm cái clip để hướng rất chi tiết. Còn nếu mà cây nào mà em để ở nhà thì em sẽ gom cây em mang ra tiệm và em sẽ làm cái clip như vậy. Rồi thì đợt tới này em sẽ chuẩn bị khai trương cái tiệm rồi, tiệm em cơ bản làm gần xong rồi, thì em sẽ có một cái clip từ đầu đến cuối coi là cái quá trình em hoàn thiện cái tiệm này như nào. Thì rất mong là anh chị bỏ chút thời gian ra để theo dõi thử xem cái quá trình em hoàn thiện cái tiệm của em như nào nha anh chị. Rồi, em xin cảm ơn anh chị rất nhiều.